Xin chào mừng tất cả các bác cùng quay trở lại với Cô Nauro. Và tiếp tục các video thì ngày hôm nay em sẽ lên video để giới thiệu đến tất cả các bác với cái mẫu loa mà bên em mới về. Ở ngày hôm nay sẽ lên video cho các bác chơi loa, được chưa? Em về ở đây được 10 đôi loa, 10 đôi loa ADK, công nghệ và thương hiệu của Mỹ nhá, USA. Được chưa? Hàng này nhà máy sản xuất ở Trung Quốc. Đây một loa mẫu loa full bass 25, lời cực kỳ là tốt luôn. Được chưa? Đây một loa mẫu loa full bass 25, mẫu lời cực tốt luôn. Và với những cái đôi loa này thì hiện tại em về em cũng chưa vệ sinh gì cả, chỉ lau qua thôi. Đây như các bác nhìn này, mấy cái vết này chỉ lau qua là hết thôi. Đây là hàng lau qua thôi, chứ em cũng chưa vệ sinh đâu. Mà nhìn nó đã được đẹp như thế này rồi, được chưa? Số lượng không có nhiều, chỉ có 10 đôi thôi. Và em sẽ lên video qua và test cho các bác nghe một chút chất nhạc nhá. Đây, các bác nhìn này, được chưa? Hàng rất là đẹp luôn, được chưa? Mặt lưới này, ADK này, công nghệ Mỹ này, được chưa? Quá là đẹp luôn, xuất sắc luôn. Đấy, con này nhà máy sản xuất Trung Quốc nhá, công nghệ của Mỹ, được chưa? Đây cho các bác xem này, chét đây, chét rất to luôn, khủng luôn. Đây em đang mở sẵn một con đây, rồi tí nữa em sẽ test mở to và test chất nhạc cho các bác cùng cảm nhận nhá. Và bây giờ em sẽ cho các bác xem nội thất này. Đây các bác nhìn này, chét này, được chưa? Bát đây, hàng tất cả em bao zin bao đẹp cho tất cả bác nhá, được chưa? Hàng bao zin bao đẹp luôn, được chưa? Con này gân vải tầm dầu, rất là đẹp. Đây em sẽ cho các bác xem cái nội thất của nó, và sau đây em sẽ test một chút nhạc cho tất cả các bác cùng cảm nhận xem cái chất âm của con này ra như thế nào nhé. Đặc biệt đây các bác nhìn này, loa full bass 25, được chưa? ADK, công nghệ và thương hiệu của Mỹ, nhà máy sản xuất ở Trung Quốc. Đây các bác nhìn qua cái nội thất của nó này, trái tim của nó là cái phân tần đây các bác nhìn nào, được chưa? Và nhìn chất lượng chưa, nội thất đây, thiết kế thùng này cực kỳ là sang trọng luôn. Đây là hàng này rất là cao cấp các bạn nhá, hàng rất là cao cấp, chỉ mốt này cao cấp luôn, được chưa? Rất là xịn sò. Và với những cái đôi loa ngày hôm nay em về lên chơi tất cả các bác chơi, thì thực sự các bác rằng thời gian vừa qua các bác biết rồi, biên cấm hàng về không về được nhiều, được chưa? Hàng không về được biên cấm bởi vì là cái cước nó lên rất là cao. Đặc biệt tại vì sao nè, hàng loa về rất là ít bởi vì là cước nó rất là cao. Thế nhưng ngày hôm nay mặc dù cước cao, em về được số lượng là 10 đôi thì em cũng bán cho các bác với cái giá cực kỳ là tốt để cho các bác chơi nhá. Số lượng không nhiều, chỉ có 10 đôi duy nhất thôi. Đây, các bác nhìn đây, mặt trước này, mặt sau đây, được chưa? Hàng chắc chắn luôn, còn rất là chắc chắn và còn rất là đẹp. Chưa vệ sinh gì, mới chỉ vệ sinh lau qua một cái cho nó hết bụi mang vào thôi, được chưa? Chưa vệ sinh gì, số lượng chỉ có 10 đôi duy nhất, 4.500.000 một đôi nhá, em bao ship. Số lượng không có nhiều, 4.500.000 một đôi em bao ship, được chưa? Anh em nếu mà anh em nào muốn làm cái dòng loa này thì có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0982 838695. Số lượng không có nhiều, chỉ có 10 đôi thôi. Đây em sẽ bật để thử chất âm cho tất cả các bác cùng cảm nhận nhé. Đây này, bây giờ thử loa là không có qua vang, mà thử loa là thử trực tiếp bằng cục đẩy này, được chưa? Đây em đã cắm ra một cục đẩy nữa nhá, này không qua vang nhá. Đấy, thử cục đẩy không qua vang để cho các bác cùng cảm nhận chất âm, chứ còn nếu mà qua vang thì chỉnh bát chét nó lại qua vang rồi, được chưa? Đây, số lượng không có nhiều, chỉ có 10 đôi duy nhất thôi. Cho nên là bác nào nhanh tay, nếu mà ai làm thì có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại nhá. Đây. Đấy. Sao? Các bác nghe bát chét của nó chưa? Đây em mở một chiếc thôi nhá các bác nhá, một chiếc. Mở một chiếc duy nhất rồi các bác nhá. Một chiều rừng gió lòng, một chiều rừng nhớ chuyện bên đồi thông. Nàng năm ấy khi tuổi vừa đôi chín. Được chưa? 4.500.000 một đôi em bao ship cho tất cả các bác nhá. Các bác đặt hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho bên em qua số điện thoại là 0982 838695. Và bây giờ sẽ thử một chút nhạc mạnh cho các bác cùng nghe. Đôi này bass 25 thôi nhưng mà thực sự các bác rằng bass của nó đánh rất là kinh khủng. Các bác nhìn chét của nó ra kia cơ mà, chét của đánh thôi rồi luôn, làm lời cực tốt. 4.500.000 bao ship cho tất cả các bác nhá.
nhá, không qua vang nhá, không qua hệ thống là xử lý âm thanh nào nhá. Một chút cho đó các bạn nhá. ADK là loa công nghệ thương hiệu của Mỹ, được chưa? Sản xuất nhà máy tại Trung Quốc. Em chỉ có 10 đôi duy nhất thôi. Cho bác nào nhanh tay và anh em nào muốn làm thì liên hệ trực tiếp cho bên em qua số điện thoại 0982838695. Số lượng không có nhiều, được chưa? Giá 4.500.000 một đôi em bao ship. Ok, cảm ơn bác rất nhiều.